Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Johnny Thông đây, admin của Kèo Thơm ICO.com. Át hẳn là ngày hôm nay thị trường anh chị nhìn thấy lên là đang đổ máu. Và hầu như trong những cái tin xấu trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Và cận kề cái Tết còn một tuần nữa nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư bán lúa non hoặc là chốt cắt lỗ, stop loss để mà kiếm tiền ăn Tết. Thì đó là tâm lý hoang mang của thị trường. Và bây giờ thì báo với các anh chị biết là trong thời điểm này thì anh chị là trader thì anh chị cũng không biết đáy như thế nào để anh chị vào. Anh chị là holder thì cũng chỉ biết cắt hold thôi, chứ không biết cách làm nào trong thời điểm hiện nay, bởi thị trường đang rất xấu. Nhiều tin tức dồn dập cũng như là niềm tin vào thị trường đang không ổn. Đó là lý do tại sao trong thời gian này cách duy nhất để các anh chị đó là ngồi quan sát để rút ra những bài học, đúc rút lại kinh nghiệm review trong những năm vừa qua chúng ta đầu tư như thế nào. Cái thứ hai là xem thử là trong tháng 3 qua Tết, đợt qua Tết này thì anh chị em thấy là sau khi qua Tết xong thì ICO nào là những con mà rất tốt để chúng ta có thể quan sát, chúng ta tìm hiểu để chúng ta đầu tư. Thì đó là lý do trong buổi ngày hôm nay tôi muốn báo với anh chị biết là anh chị nên vào website kèo thơm ICO.com để cập nhật thông tin, hoặc anh chị lên cái gì ạ, cái blog của tôi, cái YouTube của tôi, đó là John Duy Thông. Anh chị sẽ thấy là gần 12.000 người đăng ký subscribe ở trên này rồi. Thì đây là cái kênh để tôi post chủ yếu những cái thông tin liên quan đến ICO, những cái coin hold dài hạn cũng như là trading. Rồi, trong ngày hôm nay tôi bắt đầu đi vào cái nội dung chi tiết đây, đó là sau khi cái tuần này thì tôi nhớ là anh chị hãy quan sát. Nếu anh chị có dư tiền Việt Nam đồng thì trong thời điểm hiện nay anh chị có thể săn những cái coin giá rẻ, tức là chúng ta mua hàng sell off vậy đó, mua 50 giảm 50-80%. Còn nếu anh chị không có tiền mặt thì cách tốt nhất là anh chị quan sát, anh chị chờ đợi để coi tín hiệu thị trường thế nào và cập nhật thông tin từ những cái người có uy tín trên thị trường. Và cái ICO mà tôi muốn nói trong ngày hôm nay là một cái ICO tôi tìm hiểu rất kỹ trong cái thời gian vừa qua. Đó là khi mà tôi lên ở trên tìm hiểu ở trên ICO Bench thì tôi phát hiện ra một cái coin mà được đánh giá rất cao của ICO Bench là 4.7 rating ở trên này. Và tôi mới tìm hiểu ra ở đây là một lĩnh vực là Digital Marketing mà tôi rất rành. Digital Marketing là một cái mảng mà tôi đã làm việc trước đây, cái đây 10 năm về trước, 2007-2008 tôi đã có một công ty chuyên về Digital Marketing. Cho nên các hình thức quảng cáo về Digital Marketing là tôi nắm rất rõ. Và khi cái công ty này nó phát triển cái nền tảng trên nền tảng Ethereum ha. Đây thì anh chị thấy đây. Và tôi bắt đầu coi nó được đánh giá 4.7 trên ICO Band này. ICO Band là gì? Là một cái kênh để đánh giá mức độ uy tín của từng ICO, ICOBand.com. Và khi tôi tìm hiểu kỹ hơn về cái ICO này ở trên Bitcoin Talk thì nó có post thông tin lên đây rồi. Tuy nhiên thì trên này chưa có chương trình báo ti cho nên chưa hot lắm. Đây chương trình, anh chị thấy là cái thông tin ở trên ICO này đã có rồi, trên Bitcoin Talk cũng khá là chi tiết trên này rồi. Vâng, tôi tìm hiểu ở trên gì ạ, Friends ở trên Google thì có rất nhiều kết quả tìm kiếm rồi, và một số cái thông tin khác. Và bây giờ tôi sẽ tìm hiểu, tôi cho các anh chị tìm hiểu cái white paper của nó và tìm hiểu Friends là cái gì nhá, và nó cắt để nó kiếm tiền như thế nào. Tuy nhiên thì anh chị em thấy là khi mà được ICO Band liệt kê vào là hot và trending ICO mà Friends được liệt kê vào thì không phải bình thường các anh chị nhé. Và hiện nay thì nó đã có một cái lượng là gần 20.000 member fan ở trên Telegram rồi, cũng khá là hot. Và khi tôi tìm hiểu cái lượng truy cập mỗi ngày thì có một cái điều đặc biệt là hiện nay thì có khoảng trung bình là hơn 300, gần 400 người truy cập cái fans mỗi ngày. Có thể là trong thời điểm hiện nay thị trường đang đổ máu, mọi người đang quan sát đầu tư, hay là gần sát Tết thị trường châu Á thì đang ảm đạm và người ta không quan tâm nhiều đến những cái ICO. Nhưng mãi tận tháng 3 nó mới bán ICO này. Đây là cơ hội để các anh chị tìm hiểu và đăng ký vào whitelist để chờ cơ hội đầu tư sau này. Ok. Đó. Và khi tôi search review fan ICO ở đây thì đa số tôi thấy review là những cái kênh liên quan đến gì ạ, nước ngoài là nhiều, và rất nhiều blogger nổi tiếng review về cái con fan này. Ok.
Rồi, chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ về ICO này như thế nào nhé. Rồi, chúng ta sẽ lên website trực tiếp. Đây, chúng ta sẽ lên website trực tiếp của France.io để chúng ta tìm hiểu về cái này. Đó, nó ghi này, đây là cuộc cách mạng. Đây là cái cuộc cách mạng về digital marketing với nền tảng blockchain. Đó. Anh chị em thấy ha. Và cái công ty này là được tôi review tổng quan về công ty các anh chị nhé. Đó là công ty này được thành lập là 2016, tức là đến nay nó được là năm qua bước qua năm thứ hai rồi, thứ ba rồi, 16, 17, 18 và nó có 200.000 user tự nhiên và doanh số là revenue là 1,2 triệu đô này. À, và cái team của họ là có 35 người, có 3 văn phòng chính là ở Thụy Sĩ, Italia và ở Tây Ban Nha và có 200 khách hàng top client là 200 khách hàng. 22 ngày nữa sẽ ICO. Và cái anh chị em thấy là total token supply là 1,5 tỷ FDZ và cái minimum goal là 50 triệu và hard cap là 750 triệu. À, chúng ta sẽ thấy ha. À, và cái ngày đầu tiên mà 1 tháng 3 nó bán thì cái giá nó là 0,048 mà được giảm 40%. Tuy nhiên anh chị lưu ý là đây nó sẽ bị giảm lại token lock 12 tháng này. Và cái ICO này trong ngày đầu tiên bán đó là giá 0,056 và bonus 20%. Đấy, chúng ta sẽ được bonus 20%. Còn những tuần tiếp theo là bonus 10 và cái tuần cuối cùng là không bonus. À, anh chị em thấy à. Đây là cái white paper bằng cáo bạch của nó. Cái tầm nhìn này các anh chị. À, Francoin sẽ trở thành một cái nền cái đồng tiền chính sử dụng cho các thương hiệu kết nối với cái gì ạ? Khán giả của họ. À, trên cái độc giả của họ trên social media, trên nền tảng về mạng xã hội. Cái công ty này sẽ gì ạ? À, đưa ra cái sự tương tác cao của cộng đồng giữa user và gì ạ? Và cái chiến dịch marketing để kích thích cái gì ạ? Cái nhu cầu. Đó là báo với các anh chị biết cái tầm nhìn công ty này là giữa là một cái đồng tảng chung thanh toán giữa các thương hiệu với các gì ạ? À, với các khán giả của họ. Đó. Thì nó sẽ an toàn hơn và cái mục đích nó thực tế hơn. Đấy. Và anh chị thấy này, cái business model này thì trước đây nếu các anh chị đừng tham gia cái Indahas thì Indahas là cái hình thức nó cũng giống như vậy nhưng mà cho influencer, tức là dùng cho những người có sức ảnh hưởng ở trên mạng xã hội. Còn cái gì ạ? Fan này là dành cho cái brand, tức là cái thương hiệu và một bên là khán giả của họ. Đó. Và cái fancoin chính là cái đồng trung gian thanh toán giữa thương hiệu và cái khán giả của họ. Đấy, anh chị em thấy ha. Đó, chúng ta sẽ thấy cái thông tin rất là chi tiết ở trong này. Và hiện nay thì đã có app ở trên nền tảng Android hoặc iOS rồi. Và cái số lượng người active hàng tháng khá là 40.000 người active hàng tháng trong tổng 200.000 user. Số lượng download là hơn 200.000 download về ha. Và hiện nay có 12.000 hơn cái bức ảnh được upload mỗi ngày. Và 2.423 chiến dịch đang được launch ở trên này rồi. À, là con số đang thực tế. Tức là đã có nền tảng, có sản phẩm, chứ không phải là một ICO dựng lên. Và quan trọng đang có khách hàng, có khách hàng luôn rồi các anh chị. À, có khách hàng luôn rồi. Và quan trọng là hiện nay nó hút được là 200 thương hiệu lớn ở lên trên này. Và doanh số là 1,2 triệu đô la. À, là cái điều tôi muốn nói các anh chị. Đây là những khách hàng ở trên này. Và hiện nay thì có hơn 200 khách hàng làm việc. Và hiện nay thì có bao nhiêu ạ? Rick tới là 124 triệu. Và có 287.000 cái gì ạ? Thương hiệu, cái bức hình thương hiệu ở trên cái nền tảng mạng xã hội này. À, đây là cái pro map của họ. Quý 1 là chúng ta sau khi ICO xong thì một tuần họ sẽ list ở trên cái sàn exchange. Đó, và quý 2 và đến năm 2019 luôn. Rồi sau đó 2019 xong thì nó là đến 2020. Nói chung là nó có kế hoạch phát triển là toàn cầu đó các anh chị. Toàn cầu. Là đây là những cái roadshow mà nó đã làm trong những cái tháng vừa qua. Đây là team. Team của họ mới đầu là được được tạo ra bởi 3 người. Cái người có tên là Cardoni là co-founder, Cecilia
là một cái người nữ duy nhất trong nhóm ba người này, và Daniel là co-founder của bạn, là của cái fan này. Còn đây là đội ngũ phát triển của họ rất là đông hùng hậu, cũng như là đội marketing operating, đội marketing và sale, đội community cộng đồng 35 người và đang manage một cái thương hiệu này. Và trong 2016 đến nay họ đã doanh số 1,2 triệu đô rồi. Partner của họ là gì? The Rock Trading, Tribo. Đây là những cái thông tin cơ bản về Friend. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thông tin kỹ hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc thông tin ở trong cái nền tảng gì. Đây là cái white paper của họ, cái bảng cáo bạch của họ các anh chị nhé. Tôi sẽ lướt qua cái bảng cáo bạch này, những cái điểm quan trọng nó quá dài, 72 trang. Và tôi sẽ nói những cái điểm chính thôi. Đó. Điểm chính đầu tiên là cái thị phần có hay không. Thị phần trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến Digital Advertising này là 7.724 tỷ đô la trong 2020. Đây là thị phần khá là lớn đó các anh chị, cực kỳ lớn. Và quan trọng, quan trọng là tại sao fan này nó lại ra đời. Fan này ra đời bởi vì khi mà có một người nào đó, bạn bè của mình mà nhắc thương hiệu nào đó, nhắc đến một thương hiệu nào đó thì người ta tin tưởng hơn. Đây là cái bảng mà thông báo này, là đối với người châu Á 85% tin tưởng là recommendation from people I know, tức là được giới thiệu bởi cái người mà tôi biết thì châu Á tin tưởng nhiều hơn. Châu Âu là 78, Trung Đông là 85, Mỹ Latin là 88 và North Bắc Mỹ là 82. Anh chị thấy ha, đây là. Và cái gì ạ? Cái friend làm việc như thế nào? Đầu tiên là client này này, khách hàng người ta đăng ký thương hiệu lên trên này, sau đó cái user này sẽ chọn và approach có được xuất hiện lên mạng xã hội của họ hay không, approach, sau đó được xuất hiện ở trên social media và bạn bè của họ sẽ thấy đó là cách cái phát cách làm của fan đó, và nó phát hiện nó phát triển từ 2016 đến nay rồi và đã có doanh số, tức là cái mô hình này đã tạo ra doanh số thực đó. Anh chị em thấy à, đây là cái thông tin rất là chi tiết và anh chị, đây tôi đánh giá là một cái ICO có một cái white paper rất là chi tiết, cực kỳ chi tiết luôn các anh chị. Rồi business model này là cái hình mẫu kinh doanh này đó, cái core business là cái gì này, đó là cái sự tạo ra cái content và sharing cái content đó, đó đó là cái core business. Và cái hàng của cái brand này hiện nay rất là lớn, anh chị em thấy có thể trong này thương hiệu rất là lớn như Philips này, Sony này, Universal này, Jeep này, Huawei này, Electrolux này, L'Oreal này, rồi PayPal này, cái PayPal này này, Heineken, Toyota, Reebok, Uber, các anh chị thấy ha, nào, rất là nhiều cái thương hiệu lớn. Và đây những cái partner của họ này như Group M, Masters, OGV này, Dentsu, đây là những thương hiệu lớn trong làng quảng cáo đó các anh chị. Đó. Và khi tại sao tại sao ICO này lại phát hành ICO trên nền tảng blockchain, anh chị thường thấy là nếu tại sao Google, Facebook không làm ICO, hoặc là một số cái thương hiệu lớn như Dentsu hoặc OGV không làm ICO mà cái ông friend này lại làm, bởi friend này mới mở và cái thương hiệu đang họ rất nhỏ, họ muốn phổ biến toàn cầu. Nó đây anh chị, họ nói này, tôi họ muốn phát triển cái business này worldwide toàn cầu. Cái hai là gì ạ? Tạo ra cái cộng đồng quốc tế nhiều hơn và tạo ra cái sự chiến thắng cho những khách hàng mới và cái technological system, tức là cái hệ thống về kỹ thuật. Và entry, gia tăng nhiều hơn cái offer, cái điều dành cho bạn. Đó là cái lý do mà họ mở ICO để phát triển cái nguồn lực ra quốc tế trong cái làn sóng về cryptocurrency này nhiều hơn. Đó, ok. Token model này là dựa trên nền tảng, anh chị thấy là ERC20 ha, trên Ethereum blockchain. Đó, anh chị thấy đây là cái token flow, cái dòng chảy về token của họ. Đó. Rồi tôi sẽ nói các anh chị những cái điều gì mà nó key, nó quan trọng thôi. Còn cái bảng cáo bạch này dài tới 72 trang, khá là chi tiết cụ thể.
À đây là cái lộ trình hàng năm người ta buy back, tức là họ mua lại cái coin của họ. Ví dụ 2018 là người ta mua 10.6 triệu coin. 2019 anh chị thấy không? À, đây, họ mua lại này, họ mua lại từng năm cái lượng token của họ ra đời. Đó. Và họ có cái chính sách là nếu bán với ICO cái token đó thì burn token, tức là đốt cái lượng token còn dư. Đó. Và hiện nay cái sự cạnh tranh, nó ghi này, fan competitive advantage là cái sự năng lực cạnh tranh, hay nói là đặc điểm lợi thế cạnh tranh của họ, cái competitive ha, là 200 khách hàng lớn, 250.000, hơn 250 chiến dịch quảng cáo, revenue là 1,2 triệu, 200.000 user, 40.000 active và gì ạ, 35 người đang outstanding. Đó, outstanding là những người nổi bật trong cái team của họ đó, để manage cái này. Đó là họ, lý do họ có một kế hoạch là the long term plan đến 2022. Đó, kế hoạch long term của họ rất là chi tiết các anh chị. Và thì cái plan này là bắt đầu có thể làm luôn, tức là họ đã market research rồi, lead generation rồi, content có rồi, do người dùng tạo ra, content production rồi, tức là cái này là, và nó bán được luôn. Token sale thì hiện nay token sale nó là viết tắt của cái symbol của họ là FDZ. Token này total supply là 1,5 tỷ, hashcap là 750 triệu, và một fan là một cái này mà mua trong cái ngày đầu tiên là 0,048, còn cái ngày cuối là 0,067 các anh chị. Đây, 0,048 trong ngày đầu, và thanh toán và nhỏ nhất là 0,1 ETH, và 1 tháng 3 đến 21 tháng 3 là kết thúc, và hashcap đạt được là 750 triệu. À, và cái 50% dành cho ICO, cái reserve fund là 20%, partner 11%, advisor 7%, team là 5%, và bounty program là 2%. Họ có kế hoạch chi tiết cho cái việc này. Đây là cái việc mà thời gian khuyến mại, bonus rate tỷ lệ theo thời gian. Hãy nhớ mua trong giờ đầu tiên là bị lốc mất bao nhiêu ạ? 12 tháng, bởi vì tặng 40% để tránh các mập xả hàng các anh chị. Đây là cái điều mà họ đã tiên quyết trước rồi, tránh các mập xả hàng. Đây, đây là kế hoạch mua lại token buyback của họ, kế hoạch rất là chi tiết. 2018 sẽ mua lại là 3,1 triệu token. Và nó có cái này, tôi rất là thích cái bản kế hoạch này, bởi vì anh chị thấy này, total revenue này, operating cost là chi phí vận hành này, marketing cost là 2,9 triệu, 6,6 triệu, giá vốn hàng bán là 2,9 triệu, personal cost là và EBITDA tức là lợi nhuận trước thuế các anh chị là âm 11 triệu, nó báo luôn. Và đến gì ạ, đến 2021 mới đầu có lời. Đây là công ty đặc truyền thống luôn, tức là kế hoạch là 3 năm đầu là kế hoạch lộ, không có báo màu mè ở đây. Tôi rất thích cái công ty này là bởi vì sao ạ? Họ đang báo kế hoạch là cho lộ trong những 3 năm đầu để mà phát triển mạnh cái business này. Đó là cái rất là hay, nó họ rất là thực tế các anh chị. Đây, partner của họ là The Block Trading, IBS và Triple. Cái roadmap từ 2015 đã chuẩn bị rồi, nó ra đời vào 2015, fan was born. 2016 là app bắt đầu long. Đến 27 là thu hút được gì ạ? 200.000 gì lượng download rồi. Đấy, các anh chị thấy họ đã phát triển trong tương lai rồi. Và đây, founder của họ là ba người này rất là có sức ảnh hưởng trong cái thế giới về digital marketing. Team của họ rất là mạnh. Team của họ gồm 35 người để manage cái ICO này, và đã có doanh thu 1,2 triệu đô rồi. Về mặt pháp lý của họ cũng rất chuẩn bị rất là chi tiết các anh chị. Họ đã tự miễn trừ trách nhiệm một số trường hợp. Đây là cái nội dung cơ bản của cái fans. Và tôi muốn đúc rút lại cho các anh chị thấy là có đáng đầu tư fan này hay không. Có đáng đầu tư hay không? Thì đầu tiên tôi review cho các anh chị vừa rồi là những ý sau đây. Một là tổng quan rồi. Cái hai là nói về token là 750 triệu. Token là hardcap. Total supply là 1,5 tỷ. Đó là cái thông tin về fan này. Và ngày đầu tiên mà ICO giảm 40, được tặng 40%, và cái giá của nó là 0,048, nhưng mà lốc trong vòng 12 tháng. Đó là thông tin tổng quan về token của họ. Roadmap phát triển đến tận 2022. Tầm nhìn là dẫn đầu trong ngành digital marketing về thanh toán giữa thương hiệu và khán giả của họ.
họ đã có token là 200.000 download rồi các anh chị. Ở cái app của họ đã có 200.000 download rồi. Cho nên các anh chị thấy là rất là chi tiết và cụ thể. Và đã có, và cái lý do thứ ba đó là có hệ sinh thái đã sẵn rồi và tạo được doanh số rồi. Đó. Telegram cũng đang mạnh, hút được gần 20.000 rồi các anh chị và đang trong thời kỳ whitelist. Vậy thì những cái nội dung cơ bản về fan tôi đã điểm sơ qua, ắt hẳn là các anh chị đã có đủ cái thông tin rồi. Thì tôi muốn nói tóm lại một số cái ưu nhược sau đây để các anh chị quyết định đầu tư hay không nha. Ưu của nó thì anh chị thấy rồi, có hệ sinh thái có sẵn là cái thứ nhất, cái hai là có doanh số rồi, cái thứ ba là sản phẩm đã có launching và chạy và có sự lượng người download rồi, và có lượng active mỗi một tháng là 40.000 người rồi. Đó, đó là cái những cái điểm cơ bản của nó. Và cái chính là một cái team rất là hùng hậu, 35 người manage cái dự án ICO này chứ không phải là bình thường, và nó được thai nghén là 3-4 năm trước và vận hành đến bây giờ chứ không phải là một cái dự án mới vẽ ra các anh chị, thì rủi ro cao hơn. Đó, tôi không dám chắc là cái này không rủi ro, nhưng rủi ro sẽ thấp hơn những ICO các anh chị từng biết trước đây mà không có sinh thái hoặc là công ty có sẵn, được không nào? Đó, và quan trọng đó là những cái điểm rất là hay, kể cả ICO Bench cũng đánh giá là 4.7 trên rating là 5 cơ mà. Anh chị em thấy ở trong này ha, khi họ đánh giá team là rất cao, team của họ rất cao. Đây là cái roadmap về kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính rating. Đánh giá rating rất là cao. Các anh chị thấy từng người một trong này được đánh giá rất là cao. Và thanh toán bằng Ethereum các anh chị nha. Và cái nước đặt đây là Thụy Sĩ, coin này đến từ Thụy Sĩ và bắt buộc phải KYC và whitelist và không cho công dân Mỹ tham gia ICO này. Đó là cái miễn từ trách nhiệm, miễn từ trách nhiệm. Đây nó báo rất rõ là hiện nay là 1,2 triệu doanh số và 200.000 user. Cái platform này đã có sẵn rồi các anh chị. Nhưng dù sao thì ưu điểm của nó như sau. Ưu điểm của nó là hiện nay bắt đầu thu hút với lượng khán giả. Và ưu điểm của nó là trên nó chưa có trả cái chương trình bounty ở trên BitcoinTalk này. Lượng talk trên này đang thấp. Một vài cái điểm mà tôi nhìn thấy thôi các anh chị, không phải là lớn, nhưng mà tôi nhìn thấy là nó vẫn có một số cái điểm ban đầu chưa hoàn hảo. Và nhưng mà ICOBEN một trang đánh giá rất là khắt khe và uy tín cũng đánh giá nó là 4.7 và được liệt kê vào hot trend. Ở đây thì các anh chị thấy là không phải bình thường các anh chị nha. 4.7 giữa một rừng ICO thì cái này mọc lên là 4.7. Lần đầu tiên tôi thấy 4.7 đó các anh chị. Friend được liệt kê vào hot và trending ICO trong tháng 3 của ICOBEN. Cho nên anh chị thấy đó là một cái ICO đáng để các anh chị quan tâm và đăng ký vào whitelist và để các anh chị đầu tư. Đó. Và khi tôi search tìm kiếm ở trên YouTube cũng vậy, review nước ngoài khá là nhiều về cái ICO này, thì tôi đáng để tôi nghiên cứu, để tôi review cái ngày hôm nay. Đó là một số cái điểm về ưu nhược điểm của ICO này. Đó, nếu quả thật là các anh chị thích trong lĩnh vực về marketing mà thích một hệ sinh thái có sẵn, như hôm trước tôi đã nói rồi, trong thời gian sắp tới tôi sẽ liệt kê những cái ICO mà đạt những tiêu chí nào của tôi, thì tôi sẽ bắt đầu review. Thứ nhất là cái ICO quốc tế có hệ sinh thái cộng đồng lớn, được không nào, và đã có sản phẩm thực và trên nền tảng Ethereum ERC20 rất là ok, và quan trọng là nó có tính hữu dụng và đang tạo ra doanh số. Đó là cái điểm mấu chốt để chúng tôi review những ICO trong tương lai, và fan này đáng để các anh chị quan tâm và ICO trong tháng 3 này. Có thể trên đây đến Tết các anh chị không quan tâm để mua ICO nào đâu, nhưng fan này các anh chị hãy đưa vào whitelist, cái wishlist các anh chị, để các anh chị có thể mua nó vào trong tháng 3, vào dịp 1 tháng 3 sau khi qua Tết các anh chị nha. Thì đây là những đánh giá chủ quan của tôi. Tôi không đảm bảo chắc chắn là ICO này sẽ thành công 100%, nhưng những cái gì mà tôi đã từ đầu tư trước đây và cái sự nhạy bén trong ICO của tôi thì được đánh giá cái ICO này khá là triển vọng và tiềm năng. Còn thành công 100% hay không tôi không dám chắc. Và tôi cũng sẽ mua ICO này, cho nên tôi giới thiệu các anh chị cùng tham gia. Và hãy nhớ, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để anh chị có được thưởng 3.000 đến 4.000 token cái fan này. Nhớ 3.000 đến 4.000 token được tặng miễn phí các anh chị nha. Điều đó tuyệt vời không nào. Thế thì ngay bây giờ nếu anh chị muốn đăng ký ICO này vào trong whitelist để và kiếm được 3 đến 4.000 token miễn phí thì làm những bước nào? Thì hãy click vào cái đường link đăng ký cái ICO này ở dưới cái video này các anh chị nha. Và tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm gì tiếp theo. Đầu tiên,
Đầu tiên làm gì? Đó là các anh chị sẽ làm gì vào đầu tiên nào? Đầu tiên các anh chị log in vào. Sau khi đăng ký xong, tôi click vào đường link xong thì nó sẽ hiện ra để các anh chị đăng ký. Nó hiện ra thì các anh chị đăng ký, các anh chị bấm vào đây là các anh chị chưa có tài khoản, các anh chị sign up. Đây. Tên, email, phone, nước. Rồi các anh chị đã bắt buộc sau đó không phải robot, các anh chị bấm vào đây, vào đây xong. Anh chị check email và verify cái gì ạ? Cái fan này. Ok, sau đó các anh chị làm gì tiếp theo? Anh chị sẽ đăng nhập. Anh chị sẽ đăng nhập nó. Rồi anh chị đăng nhập vào. Để anh chị nhận được 4.000 point, tức là 4.000 token. Đây, anh chị này, apply vào whitelist đã được tặng 1.000 này. Đó. Được không? Sau đó các anh chị điền cái username Telegram được 1.000 nữa nè. Sau đó các anh chị subscribe cái newsletter được 1.000 này. Sau đó các anh chị điền cái gì ạ? Cái địa chỉ ví Ethereum. Các anh chị được 1.000 nữa này. Sau đó các anh chị referral cho nhiều người. Thì các anh chị cứ một referral các anh chị được 70 point trên một cái referral. Thì anh chị làm xong những điều này thì anh chị sẽ có bao nhiêu con nào? 7 nhân với 100 là 7.000. 70 point trên một người mà nhân với 100 người thì anh chị có bao nhiêu ạ? 7.000 cộng với 4.000 nó tặng các anh chị nữa là tổng 11.000. Nếu các anh chị referral được 100 người cộng với điền những thông số này được tặng 4.000 point nữa thì anh chị rất tuyệt vời. Hãy nhớ anh chị cứ làm từng bước như thế này. Và anh chị muốn copy cái đường link để share cho người khác, anh chị vào referral đây, anh chị copy cái này và anh chị share đường link cho người khác. 100 invite thì có 3.000 token. Đó, 3.000 token nha. Ok. Và những cái thông tin mà tôi vừa đăng ký nói với anh chị vừa rồi, để anh chị đăng ký fan này rất là quan trọng, để các anh chị được nhận 4.000 token, 4.000 point cộng với 7.000 point referral này nữa là tổng 11.000 point. Rất là ok. Và tôi đã được 3.000 point đây rồi. Và tôi sẽ referral cái này ra để có thêm. Và tất nhiên là tôi mua ICO cái này nữa. Các anh chị nhớ nha, đây là những cái bounty, những cái gì ạ, những cái bonus mà họ tặng các anh chị 11.000 point thôi. Đó không phải là cái chính. Mục tiêu chính của tôi đó là mua ICO này để mà kiếm tiền khi mà nó tăng giá trong tương lai, chứ không phải cái chính là kiếm cái bounty này. Ok. Và một lần nữa tôi chúc các anh chị thành công và đăng ký cái ICO này. Vậy tháng 3, mùa tháng 3 các anh chị sẽ mua nó. Và chúc các anh chị đại thắng với ICO này và cùng tôi chiến thắng với fan ICO này nhé. Một lần nữa tôi là Johnny Tom. Nếu các anh chị thích ICO này, thích những gì tôi review và những cái gì tôi đánh giá tích cực hoặc là chủ quan, những cái gì mà các anh chị thấy tốt từ cái fan này, những cái điểm chưa tốt của nó, thì anh chị cũng làm đăng ký và click vào đường link này như ủng hộ tôi để làm cho tôi có động lực cho những video clip tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Tôi là Johnny Thông, admin kèo thơm ICO nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.